Rõ ràng việc tạm dừng hoạt động quá lâu đang đẩy các chủ quán karaoke vào cảnh nợ nần, khó có thể tiếp tục gồng gánh để mong đến ngày được mở cửa trở lại. Nhiều vụ việc đau lòng, thậm chí là án mạng xảy ra cũng chỉ vì hát karaoke ở vỉa hè, các địa điểm công cộng trong khu dân cư. Không ít người cũng bày tỏ mong muốn được hát karaoke một cách đúng nghĩa. Trên những kiến nghị từ người dân, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và bàn về các giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy của các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố. Tôi và mọi người thì cũng rất là mong muốn là karaoke sẽ trở lại, tại vì môi trường karaoke là để cho mọi người giải trí. Karaoke không mở cửa thì mọi người ở ngoài hát hò thì cũng gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh là vì âm thanh quá to. Khi mà bọn em có những cuộc gặp bạn bè thì cũng muốn đi hát để gắn kết tình cảm anh em một tí, nhưng mà nó lại đóng cửa thì bọn em cũng không biết tìm chỗ nào để gọi là vui vẻ. Đó là mong mỏi của nhiều người trẻ khi tất cả các quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội phải tạm dừng hoạt động suốt 5 tháng qua. Còn với chủ các quán karaoke, họ cũng hy vọng mình không bị bỏ rơi để sớm có thể mở cửa đón khách trở lại. Nếu tình trạng kéo dài chắn là tôi sẽ phải đóng cửa, tại vì mình không thể chịu nữa. Tại vì tiền nhà bây giờ cứ 100 triệu một tháng thì bản thân anh nghĩ có một ngày qua tôi phải mất hơn 3 triệu tiền nhà. Chưa kể tiền điện nước các thứ nữa. Sức chịu đựng đã đến hạn rồi. Cá nhân tôi là coi các nguồn tài chính là đầu tư vào đã hết. Kể cả tiền nhà gửi cho chủ nhà cũng đã hết hạn rồi, và đến về kỳ nộp tiếp theo không còn tiền nữa rồi. Và tôi biết là có rất một số quán đã phá sản. Tôi nói ví dụ như là ngay quán cạnh tôi là 14 Nguyễn Khang đã phá sản rồi. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, toàn thành phố có 1.548 cơ sở kinh doanh karaoke lớn nhỏ, trong đó hơn 400 cơ sở nhỏ lẻ tự phát, không có đăng ký kinh doanh. Những trường hợp này chắc chắn phải tự giải thể. Bên cạnh đó, có 1.000 cơ sở, trong đó 600 cơ sở chưa được cấp phép đầy đủ giấy tờ liên quan về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, văn hóa, phải củng cố, hoàn thiện. Ngoài ra, còn khoảng 400 cơ sở được cấp phép đầy đủ giấy tờ mà vẫn bị tạm đình chỉ hoạt động vì có thể cơ sở đã được thẩm duyệt. Nhưng lúc nghiệm thu, hiện trạng kiểm tra phát hiện một số lỗi như hành lang, cầu thang bộ, đóng kín lại mở cửa. Ngoài ra, còn khoảng 400 cơ sở được cấp phép đầy đủ giấy tờ mà vẫn bị tạm đình chỉ hoạt động vì có thể cơ sở đã được thẩm duyệt, nhưng lúc nghiệm thu hiện trạng, kiểm tra phát hiện một số lỗi như hành lang, cầu thang bộ đóng kín lại mở cửa, vật liệu trên hành lang thoát nạn là vật liệu dễ cháy, diện tích phòng hát bị co hẹp. Tất cả những điều này cơ sở buộc phải khắc phục. Giám đốc Công an thành phố đã giao cho phòng nghiệp vụ, rồi là phòng quản lý hành chính về an ninh trật tự, rồi là văn phòng Công an thành phố liên tục trong thời gian qua là tổ chức cái hội thảo, và tới đây tiếp tục tổ chức hội thảo để đưa ra một cái để mình kiến nghị đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, để Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Bộ Xây dựng nếu có là tháo gỡ cho Hà Nội. Cũng liên quan đến các kiến nghị của người kinh doanh karaoke, ngày 16 tháng 2, tại trụ sở Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chủ trì cuộc họp để đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy, bàn về các giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ. Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tích cực lắng nghe ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp, rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất cấp có thẩm quyền với những giải pháp cụ thể để các doanh nghiệp có thể tháo gỡ, khắc phục được những tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để được đưa công trình vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.